Chiều nay, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy đã phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác năm 2021 và ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, trưởng các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy. Năm 2021, công tác phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh với các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy được triển khai nghiêm túc, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó nổi bật là đã phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, giải quyết, xử lý có hiệu quả những diễn biến liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tham mưu các giải pháp tinh giản bộ máy biên chế theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra theo chương trình kế hoạch và theo chỉ đạo của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy. Giải quyết có hiệu quả những diễn biến liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, nắm tình hình nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thông qua công tác phối hợp đã tạo điều kiện thuận lợi để kịp thời trao đổi, nắm bắt thông tin, tạo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Phát huy tính tích cực chủ động của mỗi bên trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai các hoạt động phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh với các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, công tác hỗ trợ phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy là yếu tố rất quan trọng để Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ công tác của năm 2021. Trong đó có những vấn đề rất phức tạp, đòi hỏi phải có sự đồng thuận nhất trí, phối hợp rất chặt chẽ trong cả hệ thống chính trị mới có thể thực hiện được. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đồng chí cũng mong muốn trong năm 2022, công tác phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ban xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai thực hiện một cách bài bản, hiệu quả hơn nữa, qua đó góp phần đóng góp vào việc thực hiện các nhiệm vụ chung của tỉnh. Cũng tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ban Nội chính và Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2022.